Chào mừng vâng, Trần Thắng xin kính chào quý khán giả của đài truyền hình SPTN ngày hôm nay Trần Thắng và luật sư Thừa Phủ sẽ được trở lại quý khán giả trong phòng bình luận tin tức của SPTN thì xin chào anh Phủ Vâng xin kính chào quý vị khán giả đài truyền hình SPTN chào anh Trần Thắng. Dạ vâng kính thưa quý khán giả và thưa anh Phủ thì uh, hồi tuần rồi đó có có một cái sự kiện uh, nhiều người cũng rất là chú ý uh, và có thể là và diễn dịch sai một số vấn đề đó là việc các bà ký giả hoặc là nhà báo uh, Jean Carroll bà kiện ông Trump về cái việc gọi là bôi nhỏ thanh danh của bà và bà đòi yêu cầu ông Trump bồi thường cho bà 25 triệu Mỹ Kim. Tuy nhiên sau cái vụ án này đó, vụ kiện này đó thì hồi hôm thứ sáu tối à, tòa, bồi thẩm đoàn của vụ án lại quyết định bồi thường cho bà tới 83 triệu Mỹ Kim gấp 3 lần số tiền bà yêu cầu. Thứ nhất, nhiều người cho rằng đó là ông Trump trong trường hợp này đã bị à, phía bên đảng dân chủ đặc biệt là tổng thống Joe Biden cài độ trong cái, trong cuộc tranh cử tổng thống này đưa đến cái phán quyết và phải bồi thường 83 triệu Mỹ kim và họ nói thẳng là bồi thống đoàn này cũng do bị cài độ luôn trong trường hợp này vậy với tư cách là một luật sư anh đã từng đi cãi ngoài tòa và từng uh, điên hệ nghĩa là phải đối diện với các uh, bồi thống đoàn thì anh có thể giải thích cho quý khán giả SPTN được biết rằng là có thật là có cài độ hay không và trong cái việc mà đưa ra cái số tiền bồi thường 83 triệu gấp 3 lần số tiền mà bà Carol yêu cầu đó là quyết định của ai? Có phải của ông thẩm phán không? Hay như thế nào trên vũ? Đây là một cái chuyện mà à, nếu mà người nói là cải độ là không đúng từng tháng Dạ. Yeah. Thứ nhất đó là do bồi thẩm đoàn quyết định. À. Mà chúng ta cũng phải nhớ đó, bồi thẩm đoàn là do luật sư của hai bên họ điều nghiên, họ lựa à. vô trong hệ thống của uh, tòa án để xử yeah. mà chúng ta phải nhớ là cái phiên tòa này họ xử là phần đông đó nếu mà mình nói dễ ra là hai cái phiên tòa đầu tiên xử về vấn đề mà tội danh đó yeah. đã xong rồi à. tức là ông cựu tổng thống trump đã bị những bồi thẩm đoàn khác họ nói là ông có phỉ bán bà này à. và có tấn công tình dục bà này chuyện à. nó xử xong xong rồi xong không tranh cãi cái vụ không đó không tranh cãi vụ đó nữa không? bây giờ qua cái vấn đề thứ nhì ở bên new york họ xử là xử là cái, cái, cái thiệt hại mà bà Carol là bà bị là lên tới bao nhiêu tiền à. và cuộc đời bà bị thị hại như thế nào yeah. um, thì họ sẽ căn cứ hai chuyện thứ nhất đó là cái cái vấn đề bà bị tổn thất thứ <laughs> nhì là cái chuyện mà bà bị ngoài chuyện tổn thất xong có nên phạt ông cụ tổng thống Trump về cái chuyện này hay không để à. những hành vi này lần sau cũng đừng làm nữa đại khá là phỉ bán người ta tức là làm là là nói xấu bà này nữa à. đó thì chuyện này có làm hay không thì trong chuyện này đó hai bên bồi thẩm đoàn đều được lấy từ các người dân ở bên New York, yeah. tại xưởng ở Manhattan mà. Yeah. Đó là chuyện ta chúng ta phải nhớ chuyện đó chuyện đầu tiên. Yeah. Và hai luật sư, luật sư của ông Trump cũng như luật sư của phía bên bị cáo bà và bà bên là bị cáo bà là bà là bà ông Trump Rồi. đó và bên nguyên cáo là bà Caro đó. Yeah. Có quyền lựa bồi thẩm đoàn và có quyền chất vấn người những người bồi thẩm đoàn đó trước khi ông ngồi vô cái ghế bồi thẩm là họ có cái quan niệm như thế nào về cái vụ kiện này, Phần đông các người này đó phải là những người tương đối là trung lập tôi không nói là trung lập trăm trăm tại vì không thể nào mình lựa được 100% trung lập nhưng mà cái kinh nghiệm của tôi là, là thường thường ra tôi hỏi những cái chuyện, những cái câu mà uh, nếu mà cái người này có những cái thành kiến về Tổng thống Trump rồi à. hoặc là xấu hoặc là tốt yeah. mình đều có quyền mình kêu quan tòa, mình nói quan tòa là mời người đó ra khỏi cái phiên tòa này à. không được giữ à. anh có thành kiến là anh thích ông Trump bên phía luật sư của phía bà, um, Carol. bà Carol cũng sẽ vặn hỏi Hỏi tới khi nào mà 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 ra người này là là thích ông Trump như vậy đó thì sẽ có những cái phán quyết mà coi như là không có công bằng. Mặc dù họ nói là miệng họ sẽ công bằng đó à. nhưng mà họ có thể không công bằng. À. Đó là cách mình họ. Và ngược lại bên kia cũng vậy. Họ sẽ hỏi là không thích ông Trump. Nếu mà không thích ông Trump nó đưa ra cái chuyện mà hỏi cái người bồi thẩm đã hỏi vặn tới lúc nào họ không thể nào công bằng được. Tại vì họ không thích ông Trump rồi yeah. họ phạt ông Trump tới nơi yeah. thì không được. Đó là cái hệ thống về bồi thẩm của Hoa Kỳ là lựa những người bồi thẩm đoàn và có cái tính cách là tương đối là trung lập để họ có nghĩa là định. luật sư của hai bên đồng ý cái người đó ngồi trong cái ghế đó và thì đồng mới ý được. đúng và 12 người bồi thẩm đó là đồng ý 12 người đó do dạ. quan tòa đã hỏi một số câu hỏi dạ. do hệ thống của phía bên 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 luật sư của hai bên cũng hỏi những người đó và loại những người đó ra à và hả? tôi chắc chắn là trong một những cái phiên tòa mà của những cái người mà có tiền như ông Trump hoặc là tôi mà đại diện thân chủ mà những người có tài chính đến thằng thắng yeah. tôi mướn jury còn sâu nghĩa là sao jury còn sâu là tôi mướn những người chuyên môn đánh giá bồi thẩm đoàn về vấn đề tâm lý là lượng ngày này vô những thì sẽ như thế nào họ sẽ quyết định phán quyết như thế nào về cái hồ sơ này uh -huh. từ cách ăn mặc nè từ nhìn diện mạo của họ nè tới quần áo họ mặc nè tới cách họ nói chuyện nè tới nghề nghiệp của họ mình sẽ biết được những người đó uh -huh và những người jury còn sâu là giống như là psychologist thằng thắng à. bác sĩ tâm lý đó họ sẽ nói là đừng nên lựa người bồi thẩm này đuổi ra đi à. hoặc là người này phải kiếm cách đuổi ra đi à. thì đó là những cái về jury còn sâu chắc chắn là bên tổng thống trump luật sư của ông chắc chắn là phải có mướn và cố vấn cho họ biết luôn là không nên lựa người này hoặc nên lựa người này nó à. đó để để thắng anh từng thắng và nhớ và bên phía của ông trump cũng có cơ hội thắng lắm họ chỉ cần thuyết phục vài người bồi thẩm đoàn trong cái phiên xử này trong 12 người thôi là ông trump không có tội là không bị vấn đề là họ thắng được rồi à. chứ không phải là phải thuyết phục một trăm à. cho nên trong cái chuyện này không có chuyện gãy độ đâu nó vấn đề là ông trump có thể ông mướn luật sư không được giỏi lắm với số tiền như mà ông mướn được những người chuyên môn à. những người jury còn số tinh những người bồi thẩm đoàn nào để đóng cái thành trì mà không cho tiền thôi là ông trump thắng này tức là bên bên bào chữa ở đây là là dễ thắng hơn là 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 thua đó. Cho yeah. nên chuyện gài độ thì không có, anh đừng thắng tôi. Tôi nghĩ là tại vì ông make mistake là ông mướn luật sư không có được giỏi lắm thôi. À. Ông mướn đổ phủ anh Tuấn tôi chưa chắc ông, ông thua đó nha. Mình dám nói mình mình sao mình ông mướn người đẹp không à. Mướn à, người đẹp không à. Bà dạ, đẹp, bà bà đẹp. Tại vì điểm. tại vì lúc đó mình sẽ bày lên những cái thế mà mướn jury consultant nè. À mình kiếm những cái góc cạnh của những bồi thẩm nào mà có thể kỳ điểm tâm để mình đuổi họ ra à tôi tôi không cần phải một trăm phần trăm tôi chỉ cần gỡ ra vài viên gạch thôi à. để cho không đủ túc số là mình có thể, có thể thắng cái đơn kiện được à. không? Dạ, vâng thế thì cho nên hỏi... chuyện gài độ là không có rồi chuyện ở đó nhiều người nói ra <laughs> không độ ông trump bị gãy độ không có chuyện gãi độ ở đây vấn đề là bồi thẩm mà không có bồi thẩm đoàn mà dạ yeah. thêm một cái câu hỏi đặt ra là bà luật sư của bà carol chỉ yêu cầu bồi thường có hai mươi triệu thôi Thế thì tại sao phía bên bồi thẩm đoàn lại quyết định đưa ra 83 triệu Mỹ Kim gấp 3 là cái số tiền họ yêu cầu? Đó là tiền phạt đấy, tiền, tiền phạt cái tiền mà ông này đừng có tái phạm chuyện này nữa. Ngoài cái chuyện mà bồi thường về vấn đề mà bà đòi hỏi. Là 25 triệu. Rồi thêm một cái nữa là tiền phạt ông này về cái tội mà tại sao ông lại cố tình làm chuyện này. Tại vì những cái hành vi và cách nói chuyện của ông và những cái câu chuyện phía bên... Uh, bên của à, uh, bị cáo họ đưa ra tức là bên 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 bị cáo đưa ra không có vững à. và họ và phía nguyên cáo tức là phía bên bà Carol họ chứng minh được là ông này đã cố tình phỉ bán bà ta cái vấn đề anh nói anh vô tình phỉ bán á thì anh không bị phạt ừ. nhưng mà nếu anh cố tình phỉ bán anh sẽ bị phạt và anh phải nhớ đó là ông tổng thống Trump đó ông đang ứng cử Đúng rồi. khi mà ông đang ứng cử tổng thống đó thì ông sẽ lúc nào tất cả những cái chuyện dù có liên quan gái gung tới mình đi cỡ nào nữa ông cũng có thổi phăng đi vậy cách nói chuyện ông Trump anh biết rồi không không biết cô này là ai yeah. chuyện này không có cái cách nói chuyện là cái cách cố tình coi à. như chuyện này không có xảy ra yeah. thì trong trường hợp đó anh sẽ bị phạt về cái tội cố tình nếu bộ đoàn họ thấy đây là một cái thái độ cố tình à. chứ không phải là thái độ vô tình hai chuyện đã khác nhau cho nên họ mới họ tăng tăng, tăng số... thêm số tiền phạt đó đúng rồi à. đó là số tăng thêm số tiền phạt tức là những người họ không thích ông này đó và họ nghĩ là ông này nói láo đó và ông này có vấn đề trong vấn đề mà cố tình phỉ bán cô này đó họ tăng tiền phạt lên thế còn vai trò ông thẩm phán trong trường hợp này thì sao ông thẩm phán chỉ là cái người đứng ra mà gọi là điều khiển traffic thôi bằng à. chứng này được vô bằng chứng khi không được vô à. ông là một người đứng giữa Giống như điều à, luật hành sư này. nói đi luật sư yeah. bên bị cáo nói đi luật sư bên nguyên đơn nói đi à, cái người bộ thẩm đoàn là theo tôi nghĩ là không công bằng tại vì à. từ lúc đầu họ có thể có thành kiến đuổi à. ra từ đầu và đồng ý đuổi ra những người nào đó là những cái chuyện mà người con tòa họ và họ hỏi luôn là ông hoặc bà có thành kiến gì về ông cộng đồng Trump hay không? À. Nếu có, có chỗ nào thì tốt hay không tốt? À. Không tốt cũng không ngồi đây được mà mà tốt người phải tương đối trung lập. Tức là tôi đại khái tôi là đại khái là tôi là đảng trung lập đó. À. Không có phải là cái bên có thành kiến. Như vậy trong trường hợp này ông thẩm phán có quyết định hoặc là có can dự về cái việc số tiền phạt mà 83 triệu không? có ông có quyền ông xử lại cái số tiền phạt này à, đặt lại cái số tiền phạt này và tôi chắc chắn là phía bên luật sư của cựu tổng thống trump sẽ kháng án lên trên tòa cao hơn và đòi đề nghị là cái tiền phạt này bồi thẩm đoàn đã đi quá xa và phạt không có tương xứng với lại cái chuyện mà 23 triệu này à, hoặc là những bằng chứng mà phía bên nguyên cáo đưa ra không có đủ bằng chứng để kết tội ông trump trong cái chuyện này và đồng thời những cái cái, cái, vấn đề mà đưa ra của phía bên nguyên đơn đó cũng không có đủ để chứng minh là cái thiệt hại lên tới 23 triệu nó phải thấp hơn 83 ba triệu tám ừ, ba triệu phải thấp yeah. hơn không luôn cái tiền chứ luôn, luôn, là cái tiền, tiền cái tiền bả đòi đó là tiền bá đòi triệu. và cộng thêm tiền phạt nữa họ yeah. sẽ cãi từng thứ một đến từng tháng và luôn cả những cái chuyện mà có một số bằng chứng họ nghĩ rằng là ông cục tổng trong không được mang vô à, phía bên hoặc bên đối phương không được mang vô họ đã được quan tòa xử để mang vô yeah và cái cách đó để anh có thể đòi xin sự lại vụ này chứ chưa phải thấy tiền đến đâu cho dạ. nên vụ cài độ thì không có đâu vấn đề dân sự cài độ thì có. tờ washington đã có viết một bài bình luận về cái vụ này họ nói là ông ông họ đã bình luận họ nói rằng là một trong cái lý do là tại vì ông trump không chịu shut his mouth up tức là không chịu cầm miệng lại cho nên đó là cái lý do mà cái giá bồi thường nó quá nặng là như thế tại vì cái khi mà ông nói ra đó thay vì ông chữa cho hồ sơ của ông nó lại đâm ra là chuyện ông làm xấu cho hồ sơ của ông đi à. À, và trong bồi thẩm đoàn đó, họ thấy là ông này nói dối trong cái chuyện này yeah. và cái cách của làm việc của ông cái cách nói chuyện của ông là cách nói dối người ta không tin ông như vậy à, chỉ có những người mà bầu cử đến thân thác yeah. thì ông cần biết ông này nói dối cỡ nào họ cũng ok thôi yeah. nhưng mà bồi thẩm là qua hệ thống gạn lọc rồi họ trung lập rồi cho nên họ nhìn vô nếu cái hành vi của anh sai thì dễ bị thua lắm anh có thể nói anh có thể nói dối trước công chúng nhưng mà trước tòa không thể nói dối được anh trước tòa và trước bồi thẩm đoàn trong một cái phiên sự đó thường thường tại vì bồi thẩm nó qua nhiều hệ thống gạn lọc rất rồi anh à. cho nên cái chuyện mà anh nói dối bồi thẩm đoàn để anh họ thích mình đó khó lắm cái đó là cái lỗi lầm của tôi nghĩ là phía bên bào chữa ông trump rất là họ nghĩ bồi thẩm là như người dân nhưng mà không phải bồi thẩm đoàn nó qua hệ thống gạn lọc rất là nhiều rồi cho nên họ phạt rất là thường thường họ phạt tương đối đúng nghe dạ, không nói là lúc nào cũng đúng nhưng mà tương đối đúng tức là theo anh thì không có bị cài không bị không bị cài dạ vâng trước khi trở lại buổi nói chuyện ngày hôm nay thì anh xin mời quý gia theo dõi phần thông tin thương mại của đài truyền hình SPTN chúng tôi sẽ trở lại trong giây lát trong tin thương mại của đài truyền hình SPTN sẽ được trở lại bộ nội chuyện sự sử phủ liên quan trong chương trình bình luận tin tức trên phủ một trong cái một cái chủ đề khác mà nhiều người trong cộng đồng của chúng ta cũng không có nắm vững cho nên có những cái đưa ra những cái bình luận không có đúng rõ ràng lắm đặc biệt là trong cái vấn đề liên quan đến vấn đề biên giới và đặc biệt là vấn đề di dân bất hợp pháp tràn vào từ phía nam ở Mexico lên trên Arizona, Texas, tất cả mọi thứ, Tất cả những biên giới mà có chung với lại Mexico. Thì tuần trước đó, thì tối cao pháp viện đó, cho phép là cảnh sát liên bang được quyền cắt dây thép gai được trăng ở trong những cái khu vực biên giới ở tiểu bang Texas. Ông Craig Albert là thống đốc của tiểu bang Texas. ổng nào là ổng căng dây thép kiểm gai, cho người ta không leo vào rồi ông đưa ra những cái phao chặn giữa đường như vậy để cho di dân bất hợp pháp không ra khó vào. hơn khó khó, vào. khó hơn dạ ừ. tại Thì... vì anh từng thắng mà nhớ nè cái chuyện ông làm cũng là một phần nào thôi mình nghĩ lại đó với anh từng thắng tại tôi là dân vượt biên yeah. tôi là dân đi đường biển yeah. còn có người đi đường bộ yeah. nếu mình nói về vượt biên nó cả một cái biển luôn đó mà ra sống chết mình còn đi nó bờ tự do nữa rồi những người mà đi đường bộ anh từng thắng theo yeah. vượt qua cả bao nhiêu nước từ campuchia Dạ. để được bến bờ bờ tự do đổi đánh đổi mạng sống họ cũng đi dạ. thì cái 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 nghị lực của những người đi vượt biên đó nó cao lắm dạ. à, qua lại những người này thì bây giờ mình đặt cái nghị lực của họ nếu mà những người nào mà thật sự họ muốn trốn đi đó nghị lực họ cao lắm nha dạ. hàng nào em gai chưa chắc gài được người ta đâu người ta vẫn muốn qua dạ vâng không đồng ý anh nhưng bây giờ mình nói luật à. chứ mình không nói nghị lực cái luật cái chỗ này là hiện tại đó thì tổng chính quyền tổng thống Joe Biden kiện À, ông à, tiểu bang Texas về cái việc mà đã coi như chăn kẻm gai rồi ngăn chặn những người dân bất hợp pháp thì tối cao pháp viện đưa ra phán quyết năm bốn năm là trong đây còn có ai có ông chánh thẩm John Robert bà Connie Barrett là cái người mà thẩm phán cực hữu được ông Trump bổ nhiệm rồi bà Kentanji Brown được tổng thống à, tổng thống Biden bổ nhiệm. Anh đừng thắng. Cái vấn đề đây là tôi nghĩ là ông Trump ông phải ông không có kiện về vấn đề mà những người này không được qua um, nước Mỹ. Cái vấn đề mong kiện đây nè, mình đã mình ông nói, Biden chứ. À, tức là cái cách mà mình ngăn chặn những người này đang đừng thắng. Yeah. Là mình ngăn chặn nó dã man quá hay không? Anh bỏ cái hàng rào cảm gai lên. Yeah. Hay là anh ngăn chặn bằng lính của anh hoặc là quân đội của anh? Tại vì đã biên giới của Hoa Kỳ anh không được thể nào anh qua nếu anh không có giấy tờ. Yeah. Là là được ngăn rồi. Yeah. Nhưng mà anh dùng cái biện pháp nào có phải biện pháp như là chúng ta nhớ là biện pháp mà thời Berlin mà lúc còn chia với Đại Đức đó Là xây bức tường và có yeah. súng đại liệt yeah. Anh bước qua là anh bắn đó yeah. Là bên kia nó bắn đó nha yeah. Bên Đông Đức nó bắn đó. Yeah. đó Thì có phải như vậy không? Yeah. Mình có cần xây bức tường để đặt đại liên như vậy không? Yeah. Ở đây một hình thức mà gần gần như vậy là anh đặt hàng rào kém gai như vậy cái Hình tượng của nước Mỹ nghĩ như thế nào? Yeah. Khi mà anh lập ra một cái biên giới mà anh có những hàng rào kẽm gai để cho những anh lừa những anh không cấm những người di dân bất hợp pháp. Chuyện cấm nó chuyện đương nhiên và chuyện quân đội Hoa Kỳ cũng như là lính biên phòng của Hoa Kỳ mình nói là quân đội biên biên phòng đó dạ. Border Security đó dạ. họ đi tuần tra mà ai dạ. vượt qua họ trả lại đuổi dạ. lại không cho qua dạ. thì giống như một hình thức là hàng rào đó dạ. nhưng mà con người với con người. Dạ vâng. Nhưng mà cái vấn đề chỗ này vấn đề là một số người trong cộng đồng thì cho rằng thứ nhất là phía bên tối cao phát viện đã bị uh, coi như thiên về phía bên giữ dân chủ trong trường hợp này bên ông biden trong trường hợp mà đã không chịu ngăn chặn cái biên giới bằng bằng hàng rào cảm gai hoặc bất bất cứ gì của ông crack abbott nhưng mà bởi vậy cho nên tôi muốn anh giải thích đó là cái luật nó rất là rõ ràng khi mà nói vấn đề biên giới đó nó không thuộc thẩm quyền của tiểu bang mà nó thuộc thẩm quyền của liên bang Vậy thì câu hỏi đặt ra là những hành động mà ông Craig Abbott ông làm ngay tại biên giới đó, ông có được quyền làm không? Chính vì vậy mới có vụ kiện này chứ. Đúng và cái thẩm quyền đó nó nằm ở chính phủ liên bang chứ không phải ở chính phủ tiểu bang. Dạ. Yeah. Đó. À, ông Craig Abbott thì ông bảo là tôi là tiểu bang, tôi có quyền lập hàng rào kẽm gai nơi nào tôi thích. Yeah. Ví dụ như bây giờ ông thích, ông có thể lập hàng rào kẽm gai ở những cái freeway mà đi từ tiểu bang khác qua tiểu bang này. Dạ. Yeah. À, họ lập ra những cái chạm mà những cái hàng rào kém gai của những tiểu bang này qua tiểu bang nọ và ông nói là cái thẩm quyền tôi là làm như vậy được. tòa tối cao pháp viện nói không, anh không có quyền về vấn đề biên giới. cái này là dành cho liên bang để họ xử chuyện này. À. và một trong những chuyện là liên bang có quyền quyết định là để hàng rào kẽm gai hay không để hàng rào kiểm à. à, và hàng rào và liên bang họ làm cách nào để họ chặn lại những làn sóng di dân đó là chuyện của liên bang. À. họ để quân đội đứng ra chặn những người đó. Yeah. hay là họ để drone chặn những người đó. Yeah. đó là chuyện của liên bang quyết định chứ không thể nào anh bảo tôi muốn tôi thích tôi để cái gai đâu để cái gai đó tối cao pháp viện không quyết định chuyện đó à. Tôi quyết định là cái thẩm quyền của anh ta cỡ nào cái vấn đề để hàng là cái gai có thể đúng có thể sai à, theo quan niệm của từng người một nhưng mà chuyện này phải để về vấn đề liên bang họ giải quyết. như vậy trong trường hợp tối cao pháp viện không bị cài đúng tối cao bị không, bị cài và họ chỉ quyết định là thẩm quyền nằm ở nơi chính quyền liên bang chứ không phải của chính quyền tiểu bang à. đơn giản vậy thôi À, còn có chuyện mà mà phía bên liên bang thì rõ ràng là họ không phải là họ không ngăn chặn mà họ không muốn ngăn chặn kiểu để hàng rào kém gai để nhìn đến mỹ đó làm sao cái vấn đề như vậy thôi à, à đó lý bởi tài... cho nên có nhiều người họ không có hiểu cái chuyện đó mà khi mà chúng ta thấy là cái phán quyết năm bốn trong đây á, ít nhất là hai thẩm phán bảo thủ đã từng được tổng thống cộng hòa bổ nhiệm là ông chánh thẩm John Roberts là đã được, được ông Bush con bổ nhiệm và bà Amy Connie Barrett là đã được tổng thống, tại vì, uh, tổng thống trong nếu mà anh để được hàng rào kém gai yeah. mà anh đặt cái quyền đó cho tiểu bang, yeah. tiểu, cái bước kế tiếp á, là tiểu bang Texas á, nếu mà cho họ làm nha, yeah. họ đặt mìn làm à, sao? Anh nghĩ nước Mỹ họ đứng như thế nào? Nếu mà những cái hàng biên giới họ họ làm hàng rào kém gai, không, rồi về thêm cái hàng mìn đó thì anh nghĩ sao? Như bác Hàn đó, yeah. đã đặt mìn ở dưới đó tại vì cái thẩm quyền một khi anh cho rồi nó, nó sẽ đi từ 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 từ, nó giống như là vấn đề súng ống rồi đó anh không kiểm soát loại súng nào có đó đủ loại súng sẽ tràn ngập nước mỹ hết trơn đó à, nếu anh nói như vậy đó tiểu bang texas là tiểu bang đỏ cấm phá thai người nào mà phá thai ở texas là sẽ bị bị phạt phải không ạ bị, tr... bị, bị, tội bây giờ nếu mà cho họ kiểm soát biên giới đó thì họ sẽ đem họ đặt miền ngay biên giới giữa những cái tiểu bang chung quanh Texas sát không cho người ta vượt vượt đi ra khỏi tiểu bang đi để để mà phát hành anh nghĩ sao đó tức là anh anh tức là một phán quyết của tối cao pháp viện một chuyện đó, nó đẻ ra nhiều chuyện khác lắm nhất yeah. là trong vấn đề thẩm quyền của tiểu quan yeah. cho nên tối cao pháp viện không phải là vấn đề bảo thủ ở đây mà họ sẽ lúc nào họ cũng nghiêng về cái chuyện là bảo thủ à, mà theo đồng ý với tiểu quan họ có cái giới hạn của họ đó là nhưng mà anh thì gắn theo không cũng không phải là tất cả các thẩm phán đều đồng ý cái hàng rào kém gai đều là cái hình tượng xấu năm bốn thôi chuyện yeah. một phiếu thôi năm bốn là bảo là hàng rào kém gai ok và được quyền bỏ hàng rào kém gai để ngăn chặn làm sóng di dân yeah. à, những người mà vượt biên thay vì anh xài cảnh sát hay vì anh xài những người lính giống như họ đi xe đó anh tân thắng yeah. chứ họ không có đặt hàng rào yeah. họ chặn bắt chứ không phải không đâu yeah. à, chứ đâu phải cho qua tự nhiên tự do yeah. nhưng mà cái cách hành xử của anh thôi cái cách mà nước mỹ nhìn vô thế nào đây? từ bên nước khác họ nhìn vô tại sao cái nước mỹ mà nước tượng trưng cho nữ thần tự do thế giới lại có thể xài một cách mà nó gọi là không nhân bản như vậy yeah. để ngăn chặn người ta dạ yeah, vâng thì đó là cái để trả lời cho một số các thông tin sai lạc về cái vấn đề biên giới vấn đề chủ quyền tiểu bang và chủ quyền của liên bang và cũng như cái việc mà bà Jean Carroll theo lệnh của đảng dân chủ hoặc những người theo dân, Không dân chủ theo đổ, bà có ai theo à. bà có ông, thấy ông ông Trump bà thấy ông cụ tổng Trump có tiền bà kiện thôi À. và cái chuyện mà đúng thì tôi tôi có thể thắng được thôi và tôi kiện thôi yeah. à, số tiền nó tương đối lớn và từng thắng yeah. bả tới mình mình phải suy nghĩ nhé, có nên kiện vụ này không ví dụ chẳng hạn như vậy yeah. nếu mình là luật sư mà người ta tới nhờ kiện đây là chuyện mà đúng đang thắng không yeah. là... bị cài độ đúng rồi và nếu mà ông Trump muốn thì ông không có thể mướn luật sư đại diện yeah. Yeah, mà yeah. ông tôi nghĩ là ông mướn luật sư vợ chắc có lẽ và luật là... sư ông cố vấn ông không đúng và có thể ông không nghe uh -huh. ông đừng lên nói về cho nó hoặc là ông nói ít đi Dạ. cái cách ông nói chuyện nó sửa các nói chuyện nó chắc sửa không được. Bà bảo ông không nên ra bảo tôi không biết bà này là ai tôi chối bà này từ đầu tới cuối. Anh tạo cái ấn tượng cho bọn đoàn họ ghét. Dạ vâng, <laughs> bị phạt. Vâng, đó là cái vấn đề liên quan đến hai cái vấn đề uh, của nước Mỹ mà nhiều người thắc mắc. Một chuyện thứ ba nữa kính thưa quý vị đó là cái việc mà uh, trong cái cuộc chiến Trung Đông hiện tại chúng ta đang uh, đang để ý đó uh, giữa uh, Hamas và phía bên do uh, uh, Thái. Thì một trong những cái người mà có thể nói rằng là À, có lợi nhất trong cái việc này đó là Tập Cận Bình. À, nhiều người vẫn cho rằng Tập Cận Bình là người đã đứng ra làm trung gian để cho Saudi Arabia và do và phía bên Iran tái lập quan hệ ngoại giao vào tháng 3 năm 2023 năm ngoái đó. Hai quốc gia này lại quan hệ lập thiết lập quan hệ ngoại giao trở lại. Cho nên người ta vẫn nghĩ rằng ông Tập Cận Bình là một người đóng một vai trò rất là quan trọng ở tại vùng Trung Đông. Nhưng mà có một điều rất là đặc biệt như thế này là ông tập cận bình á trước đây đó thì ông à, đầu tư gần 2 tỷ mỹ kim vào trong do thái về vấn đề kỹ thuật này nọ nhưng và ông chỉ đầu tư có 1 triệu mỹ kim cho vấn đề của palestine thôi nhưng mà trong cái cuộc chiến vừa xảy ra hiện tại giữa hamas và do thái đó thì ông ông tập cận bình á ông quay xe ông không có còn ủng hộ do thái nữa và ông đứng ngoài cuộc trong cái vụ mà liên quan đánh nhau giữa do thái và không những vậy đó mà chúng ta biết là ở tập cận bình ở trung cộng nó có một cái lá phiếu được quyền video là phủ quyết ở tại uh, liên hợp, liên hợp quốc. quốc đó ông không bao giờ bỏ một lá phiếu nào để ủng hộ do thái hết đó. mà đúng là phiếu trắng thôi thì người ta nói rằng là hiện tại đó cái chiến lược mà của ông tập cận bình trong, trong cái việc này đó là đứng ngoài để cho mỹ lãnh đủ bởi vì mỹ càng xuống lúng xình ở trung đông bao nhiêu Mỹ càng kẹt bao nhiêu đó, thì Trung Cộng sẽ cần rảnh tay nhiều nhất ở vùng Đông Nam Á, Bình Dương. Đúng là cái đó là cái chiêu bài của anh Trung Cộng mà tôi là ông là Lý Sinh Ping tôi cũng đã sẽ làm như vậy. Gai yeah. địch của tôi để vào liên hệ vào những cái chuyện khác yeah. không có rảnh tay để nghĩ tôi. Tại vì tổng thống Hoa Kỳ đang muốn chuyển cái chính thật mà chống anh Trung Cộng về vùng Biển Đông. Yeah. Làm sao anh ly tán được cái lực của Hoa Kỳ yeah. là anh thành công đó cho nên dĩ nhiên ông sẽ bỏ phiếu trắng và dạ. ông không muốn làm liên quan đến chuyện này dạ. và làm như vậy để cho Hoa Kỳ lo một mình thôi. Nhiều người vẫn nói rằng từ xưa đến giờ đó, tập cận bình và Trung cộng muốn luôn luôn là đứng của một cái vai trò là gọi là lãnh đạo thế giới và giúp Hoa Kỳ phân định lại cái địa chính trị trên toàn thế giới nhưng trong trường hợp này ra đứng hẳn bên một đúng. bên. và cái vấn đề phân định lại là anh muốn lên làm số 1 chứ không phải là anh để cho hoa kỳ làm. Số đúng một. rồi muốn làm số 1 nhưng cho mà nên phân định lại là anh dành chứ vai trò mà lãnh lãnh đạo nhưng mà cái vấn đề cái cái cách dành của anh trung cộng đó, nó, nó nó hơi bá đạo rồi, không biết không tức là anh đứng về người xấu không có quan trọng về đúng cái sai miễn sao được mục tiêu chính trị của anh thôi. Dạ. Bởi vì cho nên ông đi theo chính sách mà. đúng như là ông trump đó anh Thăng. Cái vấn đề di trú ông không giải quyết. Dạ. và ông kêu gọi quốc hội đừng giải quyết với lại ông Biden để dạ. tới để ông thắng thắng phiếu giống gì cho nó để ông một tổng thống nó giải quyết không được nè vợ dạ. 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 đó là cách mà ông làm chứ đúng ra là sắp sửa giải quyết được rồi nhưng thắng đâu dạ đúng dạ đúng dạ đúng vâng rất tiếc và thời gian không có nhiều một lần nữa Tôi xin cảm ơn luật sư đồng vũ xin cảm ơn quý giả của spt và xin hẹn quý giả vào tuần sau của giờ này trên đài truyền hình spt xin kính chào quý vị